Hello anh em. Hôm nay mình sẽ mốt cho anh em cái trang phục SINESTREA. Full trang phục luôn. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu. Đây là trang phục giấc mơ trưa. Tiểu thư băng giá. Trang phục quay. Trang phục quay đẹp nhất luôn. Đấy, tuyệt vời. Quay. Và bây giờ chúng ta sẽ vào từng trang phục. Và đây là mình sẽ sử dụng trang phục giấc mơ trưa. Sử dụng chiêu 1. Đứng im thì nó sẽ tàng hình. Bắt đầu nó phát nhạc lên. Hai đòn thì mình đã chết rồi. Hiệu ứng biến về không có. Tiếp tục, đây là trang phục tiểu thư băng giá, chiêu 1. Đây là một vị tướng có thể tự sát được bằng cái chiêu thức, ví dụ như huyết tế này cũng tự sát. Boom, lên đạn nhập số. Đi vào farm cho mình con blue. Tiếp theo chúng ta sẽ sử dụng trang phục là Way, SINESTREA Way.